Thưa quý vị và các bạn, Minh Hải Miền Đông hôm nay gửi tới các bạn với một câu chuyện đầy cay đắng, xót xa của một người phụ nữ. Sau đây kính mời quý vị và các bạn lắng nghe, theo dõi về câu chuyện này. Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình bước sang trang mới khi gặp anh, nên cố tìm mọi cách để được gắn bó với anh. Nào ngờ. Tôi năm nay 26 tuổi, trẻ trung xinh xắn và đang làm nhân viên kế toán tại một công ty xuất nhập khẩu. Tôi quen anh trong một lần tình cờ làm việc với bên đối tác. Anh hơn tôi 4 tuổi, đang làm chức vụ phó giám đốc bên đó anh đẹp trai, phong độ, điềm đạm và phong cách làm việc vô cùng chuyên nghiệp. có lẽ tôi cũng sẽ chẳng mơ ước cảnh cao làm gì nếu như anh không phải là người chủ động nhắn tin làm quen trước với tôi. tôi như bước vào một thế giới khác khi hẹn họ với anh. một tầng lớp thượng lưu thực sự, những thứ lấp lánh đó ngày càng mê hoặc tôi. anh cũng không ngại ngần đưa tôi đi gặp gỡ bạn bè. Đám bạn tôi ai cũng nói tôi tốt số Qua tìm hiểu tôi biết anh là con một Bố mẹ anh đang rất mong anh lập gia đình Để có cháu bỏng bế Ngẫm nghĩ thế nào Tôi quyết định Có chết cũng phải lấy bằng được anh Làm chồng Chúng tôi quen nhau được 3 tháng Tôi bật đèn xanh Để hai đứa tiến đến xa hơn Quả nhiên anh đồng ý luôn Tôi không hề dùng bất cứ một biện pháp nào cả chỉ mong nhanh chóng có tin vui để sớm được về chung với nhà anh nhưng hai rồi ba tháng vẫn không thấy gì mà tôi lại sợ mất anh nên đành nói dối anh tôi đã có em bé quả nhiên nhà anh sang thư chuyện hỏi cưới luôn tôi như mở cờ trong bụng đám cưới của tôi được tổ chức vô cùng long trọng và linh đỉnh cả nhà tôi ai cũng rạng rỡ như hoa Nhất là tôi Nhưng lấy anh Cứ ngỡ cuộc đời tôi sẽ được sung sướng Nào ngờ Việc giả bầu với tôi cực kỳ khó khăn Tôi phải làm sao để giấu giếm những ngày đến tháng Giấu giếm cái bụng bầu giả của mình Rồi cực nữa là giả vờ ngén Thực sự là nó quá mệt mỏi Không chỉ vậy Lấy tôi về chồng tôi như một người hoàn toàn khác Anh ít nói ít chia sẻ với tôi mọi thứ Vợ chồng gặp nhau chỉ nói hai ba câu là hết chuyện Cách trả lời của anh cũng khiến tôi không tài nào tiếp tục câu chuyện Không những thế Nhà anh giàu thì giàu thật Nhưng ai cũng tiết kiệm Mẹ chồng anh không thuê ô xin, Nên ngoài giờ làm trên công ty Tôi cũng phải làm hết việc nhà với mẹ Cảm giác còn mệt hơn cả mấy bà bầu nữa thực sự rất mệt mỏi và cũng có phần lo sợ tôi đi khám bác sĩ nói tôi khó có con do đa năng buồng trứng tôi không biết sẽ chịu đựng và giấu giếm chuyện này đến bao giờ nữa giờ tôi quá hoang mang và hối hận lắm xin mọi người cho tôi một lời khuyên với vâng thưa quý vị và các bạn kính mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai đặt camera theo dõi chồng ngoại tình ai ngờ phát hiện bí mật động trời về việc duy nhất chị nghĩ ra chính là đặt camera giấu kín trong phòng khách vì chị sợ công việc hay đi công tác của mình không dễ kiểm soát chồng những ngày anh ở nhà làm gì với ai chị đâu thể nào biết được và cũng muốn xem thái độ của chồng có thành thật với mình hay không hôm đó tôi được công ty cử đi công tác một tuần nhân chuyện này tôi đã đặt camera trong nhà giấu chồng chồng vẫn hiển nhiên vui vẻ ở nhà và thường xuyên gọi điện cho tôi những ngày đầu không hề có việc gì thấy chồng cũng chỉ đi làm rồi về nhà ăn ngủ nhưng tối hôm đó tôi đang thức đêm Tầm 2 giờ sáng để làm việc Thì tự nhiên nhìn vào camera trong nhà mình tôi hoảng hốt thấy một người Nhìn mãi không nhận ra Tôi phải căng mắt mới thấy đó là cô bạn thân của mình Tại sao đêm hôm cô ấy lại ở nhà tôi Mọi chuyện đã được hé lộ Cô ta lèn vào nhà tôi bằng cách nào nếu không có người mở cửa Người đi cùng hay là cô ta có chìa khóa ở nhà tôi hóa ra bấy lâu nay người bạn thân lừa dối tôi mỗi ngày cô ấy đều hỏi han tôi nói chuyện rất là vui vẻ và luôn quan tâm chăm sóc con tôi vậy mà không ngờ đằng sau đó cô ta lén lút chiếm đoạt chồng của tôi trải mồi anh phải rồi người đàn ông như chồng tôi ai chả thích con gái có ai lại không thích người đàn ông giàu có lại đẹp trai ga lăng như vậy nhưng tôi luôn nghĩ vì cô ấy là bạn thân của tôi nên cô ấy sẽ không bao giờ làm điều gì sai trái với tôi và với lương tâm của mình tại sao cô ấy lại có thể làm chuyện vô liêm sỉ như vậy họ ôm hôn nhau say đắm vậy thì họ đã có mối quan hệ này từ bao giờ hồi tôi chưa đặt camera theo dõi trong nhà những chuyến đi công tác liệu họ có về cùng nhau cùng nằm trên chiếc giường tôi và anh đã từng là tôi gọi cho bạn trong đêm cô ấy nghe máy chỉ nói một câu có việc gì mà đêm hôm còn gọi tao đang ngủ tôi nén giọng nói một câu và tự nhiên tao mơ mày ngoại tình cướp chồng của tao nên tao gọi cho mày mày là bạn thân của tao chắc mày không làm thế đâu nhỉ tao tin mày nói xong tôi cúp máy tôi vẫn nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của cô ta quay ngang quay giọng nhìn trước nó sau xem tôi có đứng bên cạnh hay không có lẽ người cô ta đang rung bắn lên vì thấy tôi nói câu đó khi đang ngoại tình với chồng tôi trong lòng tôi có một cảm giác ghê tởm sợ hãi không thể ngờ những chuyến công tác của tôi lại là cơ hội cho họ hú hí với nhau từ bao giờ con người ta trở nên bất nhân tính cướp chồng của bản thân mà vẫn luôn miệng nói lời ngọt ngào không trái tai vậy nếu không có chuyện tôi đặt camera giấu kín Tôi đâu thể phát hiện ra bí mật động trời như thế này Có lẽ sau chuyện này tôi phải ly hôn chồng Tôi không thể chấp nhận một kẻ cướp chồng tôi là bản thân Và không thể chấp nhận người đàn ông lén lút ngoại tình với bản thân của vợ Vâng Câu chuyện thứ hai Quả thật Đắng cay cho một cặp đôi vợ chồng Đang sống trong hạnh phúc nhung lụa như thế này Đời là vậy Không ai biết trước được chuyện gì Tôi cũng mong rằng Quý vị lắng nghe để bình luận chia sẻ về hai câu chuyện này Tôi rất chân thành cảm ơn Đến đây tôi xin chào Và hẹn gặp lại